Lễ hội Hanukkah hay còn gọi là lễ hội ánh sáng của người Do Thái năm nay diễn ra trong 8 ngày đêm, bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 và kết thúc vào ngày 18 tháng 12. Biểu tượng chân đèn menorah đã được thắp sáng bên ngoài Nhà Trắng của Mỹ, đánh dấu đêm đầu tiên của lễ Hanukkah. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ David Bernhardt cùng giáo sĩ Levi Semtov đã thắp sáng chiếc đèn đầu tiên trong số 8 ngọn đèn. Còn tại Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, người Do Thái ở đây đã kỷ niệm ngày đầu tiên của lễ Hanukkah dưới chân tòa nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa. Sự kiện năm nay càng trở nên đặc biệt hơn bởi nó diễn ra vài tháng sau khi Israel ký thỏa thuận bình thường hóa với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain, mở ra chương mới cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trong tiếng của dân tộc Do Thái, Hanukkah có nghĩa là dâng tặng, để tưởng niệm người dân Do Thái giành lại được Jerusalem và ngôi đền thiêng từ vương quốc Seleucus năm 168 trước công nguyên. Theo truyền thuyết, lễ hội ánh sáng được tổ chức cùng với lễ đốt nến truyền thống. 8 cây nến được thắp trên cùng một chiếc bàn, mỗi ngày người ta đốt cháy một cây nến, và lễ hội kết thúc khi cây nến thứ 8 được đốt hết.